Xin mời quý vị và các bạn đón xem trận đấu bóng chuyền hơi nữ giữa hai đội tuyển bóng chuyền hơi nữ của Đồng Tân và đội tuyển bóng chuyền hơi nữ của Lương Phong trong khuôn khổ giải đấu bóng chuyền hơi huyện Hiệp Hòa năm 2021. Ở trận đấu này thì các cầu thủ của Lương Phong phía xa màn ảnh các bạn và các cầu thủ của Đồng Tân phía gần màn ảnh các bạn. Điểm số bây giờ là 1-0 cho Lương Phong. Đây là loạt trận đấu đầu tiên của hai đội trong bảng A. Bảng A gồm có Đồng Tân, Lương Phong, Còn Kết và Hoàng Lương. Bốn đội thì ở cái trận trước thì hai đội Hoàng Lương và Đoàn Kết đã thi đấu rồi. Đây là trận đấu đầu tiên của cả hai đội của ngày thi đấu đầu tiên. Điểm 2-0 cho Lương Phong. Bảng số là nhiều cân bảng số về bình luận nữa. Không phút nào. Các cầu thủ của Đồng Tân đã lấy về điểm số đầu tiên cho trận đấu. Tỷ số bây giờ là 1-2. Đồng Tân và Lương Phong của Đồng Tân phía gần màn ảnh các bạn và Lương Phong phía xa màn ảnh rất khó. Hai đội cùng rất nhiều khán giả đi làm nhưng mong các bạn thông cảm nhé. Đá bóng tốt. Điểm 3-1 cho Lương Phong. Đồng Tân và Lương Phong nhé. Bò nhỏ thành công. Rồi là pha ghi điểm của Đỗ Nguyên bên tuyển Đồng Tân. 2-3 cho Đồng Tân. Bóng ngoài sân rồi. Điểm số cân bằng. Như vậy trọng tài đã xác định bóng chạm tay các cầu thủ của Đồng Tân ra ngoài sân. Điểm 4-2 cho Lương Phong. Bóng tốt. Điểm cho Đồng Tân 3-4. Năm 3 cho Lương. Phạt bóng điểm này của số 5 bên tuyển Lương Phong. 6-3 cách nhân đôi. Các cầu thủ của Lương Phong có màn khởi đầu rất tuyệt vời, rất ấn tượng. Bóng ngoài sân rồi. Điểm 4-6 cho Đồng Tân. Bóng tốt, điểm rất tuyệt vời của chủ công số 9 bên tuyển Lương Phong. Nâng điểm số của trận đấu lên 6-4, 7-4. Điểm số bây giờ là 7-4 cho các bạn. Bóng ngoài sân. 8-4 cho Lương Phong. Bóng ngoài sân, điểm 9-4 cho Lương Phong. Và tấn công bị bắt bài của các cầu thủ Đồng Tân. Điểm cho Lương Phong 14. Một phát xít lên điểm của các cầu thủ trẻ Lương Phong rất tuyệt vời, rất ấn tượng trong những phút thi đấu đầu tiên. Bóng ngoài sân rồi. Đội điểm cho Đồng Tân. Xin lỗi các bạn. Trọng tài xác định điểm cho Lương Phong 11-4. tốt. 5-11 là điểm số để cắt phát xít lên điểm, lên 8 điểm liền của các cầu thủ Lương Phong. Ta sẽ định bóng ngoài sân, điểm cho Lương Phong 12 năm. Điểm cho Đồng Tân 6-12. Không, được rồi, phải nhận được rất uy lực của chủ công 99 anh Nguyễn bên tuyển Lương Phong. Thêm một điểm nữa cho Lương Phong 13-6. Ở ngoài sân rồi. 7-13 cho Đồng Tân. Còn không? Vẫn còn. Rất tốt. Một bóng thành lưới rất khó bắt hướng. Điểm cho Đồng Tân 8-13. Mười 14-8 cho Lương Phong và nhảy đập rất uy lực. Số 1 của Lương Phong phát bóng. Bóng trong sân, chúng ta sẽ định bóng trong sân. Điểm 9-14 cho Đồng Tân. Chúng ta sẽ định bóng trong sân. Xin lỗi, chúng ta xác định điểm cho Đồng Tân 10-14. Ngay sau đó thì các cầu thủ của Lương Phong ghi điểm rất ấn tượng. 15-10 cho Lương Phong. Dưới rồi, chính xác. Và chạm lưới của các cầu thủ Đồng Tân, điểm 16-10. Chúng ta sẽ định bóng ngoài sân, điểm 11-16 cho các cầu thủ Đồng Tân. Trọng tài bắt lỗi kỹ thuật các cầu thủ của Đồng Tân, điểm 17-11 cho Lương Phong. Số 5 của Đồng Tân là cầu thủ U50 nhưng thủ rất tốt. Bóng ngoài sân rồi. Điểm cho Đồng Tân 12-17. bóng ngoài sân rồi. Điểm 13, 17 cho các cầu thủ Đồng Tân. Bóng thành công. 14, 17 cho Đồng Tân. Tiếp lần này thì bóng ra ngoài sân rồi. Đổi điểm cho Lương Phong. 18-14. Tuyển Lương Phong quát bóng. 09 anh của Lương Phong quát bóng. Bây giờ là pha quát bóng ngoài sân của các cầu thủ Lương Phong. Điểm 15-18 cho Đồng Tân. Cách còn 3 điểm nữa thôi. Block của với nhau của các cầu thủ Đồng Tân của Lương Phong rất tuyệt vời. Tỷ số bây giờ là 19-15. Rất tiếc bóng ngoài sân rồi. 20-15 cho Lương Phong. Tuyển Lương Phong có bóng. Rồi giò thành công. Như vậy kết thúc trận đấu thứ nhất, đội tuyển Lương Phong thắng đội tuyển Đồng Tân với tỷ số là 21-15. Hai đội đổi sân và tiếp tục thi đấu set đấu thứ hai. Tiếp tục set 2. Sang set đấu thứ hai thì các cầu thủ của trẻ của Lương Phong phía gần này các bạn và các cầu thủ của Đồng Tân phía xa này các bạn. Điểm số đầu tiên cho tuyển Lương Phong 1-0. Chưa vào lưới. Điểm cho Đồng Tân 1-0. Chúng ta sẽ định bóng trong sân. Điểm 2-1 cho Lương Phong. Bóng tốt. Điểm số cân bằng 2-0. Tuyển Đồng Tân phát bóng. Mở nhỏ không thành công. Bóng ra ngoài sân. Điểm 3-2 cho Đồng Tân. Đó là những thời gian trong những năm qua gần đây thì nền bóng chuyển hơi của Hiệp Hòa phát triển rất tuyệt vời. Đặc biệt là các xuất hiện các đội tuyển trẻ, ví dụ tham dự giải này có đội tuyển Đông Lỗ và đội tuyển Lương Phong, đội tuyển trẻ của Hiệp Hòa chơi rất hay. Bóng ngoài sân. Điểm 4-3 cho Đồng Tân. Bóng rất tốt vì được phát triển được rất uy lực của chủ công số 9 anh Nguyễn bên tuyển Lương Phong. Điểm số cân bằng 4-0. Không rồi, có tấn công của các cầu thủ Đồng Tân. Bóng chưa có lưới. Điểm cho Lương Phong 5-4. Tấn bóng tốt. Điểm số cân bằng 5-0. Còn không được rồi. Tỷ số bây giờ là 5-6. Tuyển Lương Phong đang dẫn trước một khoảng. Căn cứ vào bảng số của trọng tài. Bảy năm do Lương Phong. Bóng ngoài sân rồi. 8 năm của Lương Phong. Đội tuyển Đồng Tân xin đổi ý. Mình đã cắt phần đổi ý rồi. Còn tiếp tục. Ngay sau đó là một pha phát bóng ăn điểm ngay của các cầu thủ Lương Phong, nâng điểm số của trận đấu lên 9-5. Bóng ngoài sân điểm cho Đồng Tân 6-9. Rồi nhỏ thành công. Tấn công rất sáng tạo của chủ công số 9 bên tuyển Lương Phong. 16 cho Lương Phong. Bóng ngoài sân. Điểm cho Đồng Tân 70. Rất uy lực của chủ công số 5 và bất ngờ, tấn công bất ngờ của chủ công số 5. Tỷ số bây giờ là 11-7 nghiêng về tuyển Lương Phong. Trọng tài đã thổi còi. Trọng tài bắt lỗi kỹ thuật các cầu thủ của Đồng Tân. Điểm 12-7. Tuyển Lương Phong có bóng. Bóng ngoài sân. Đổi điểm cho Đồng Tân 8-12. Còn giải bóng rất tốt, bóng đã vập lưới và bất phương hướng. Các cầu thủ Đồng Tân gần như là không bắt hướng bóng trong vòng vừa rồi. Điểm 13-8 cho Lương Phong. Giải bóng tốt. 9-13 cho Đồng Tân. Tuyển Đồng Tân phát bóng. Bóng ngoài sân. 10-13 cho Đồng Tân. Tuyển Đồng Tân phát bóng. Điểm cho Lương Phong 14-10. Và bóng rất dài. Chắn bóng thành công. 15-10 cho các cầu thủ trẻ của Lương Phong. Bây giờ là bóng ngoài sân. Điểm 11-15 cho Đồng Tân. Tuyển Đồng Tân phát bóng. của bóng tốt. Điểm 16-11 cho các cầu thủ của Lương Phong. Với hàng công mạnh thế này, các cầu thủ Đồng Tân không tổ chức rào chắn, rất khó mà ngược dòng ở trận đấu này. 17-11 cho Lương Phong. Vừa bóng pha bóng không qua lưới. Điểm 12-17 cho Đồng Tân. Số 5 của Đồng Tân phát bóng. Với tuyển Đồng Tân áp dụng kỹ thuật trong trận đấu này, mặc dù bên đối phương có hành công rất mạnh, nhưng bên Đồng Tân gần như là ít khi tổ chức rào chắn. Cả nhỏ thành công. 18-12 cho Lương Phong. Đội nhỏ thành công. Đội nhỏ rất bất ngờ của số 6 bên tuyển Đồng Tân. Điểm 18-13. Trận đấu tiếp tục. Ban tổ chức căng lại lưới. Bóng ngoài sân. Điểm 14-18 cho các cầu thủ Đồng Tân. Bóng tốt. Bây giờ là pha trọng tài xác định bóng chưa chạm tay các cầu thủ Đồng Tân. Điểm cho Đồng Tân. 15-18. Điểm số bây giờ là 20-16. Bây giờ là cái máy của mình nó bị lỗi một tí, mình tạm dừng mất mấy quả. Điểm số bây giờ là 20-16 các bạn nhé. Và bóng tốt, điểm cho Đồng Tân. 17-20. Coi liên tục hút lâu là máy nóng, tạm dừng một tí, mình phải thay máy khác. Còn đội nhỏ rất sáng tạo của thủ môn số 9. Như vậy kết thúc trận đấu thứ hai thì đội tuyển Lương Phong thắng đội tuyển Đồng Tân với tỷ số 21-17 và giành chiến thắng chung cuộc 2-0. Mình xin kết thúc phần bình luận ở đây. Xin chào các bạn.